Ơi quỷ ba gai. Đâu, không trắng. Trắng này cũng nặng quá trời luôn, nhưng mà nó nặng. Ngủ con cây đây. Anh ác quá. Anh cho nó ngủ con cây làm cái gì? Con này để sửa tư thế đó ngủ. Vỏ sữa hay gì lấy liền chút về lại. Rồi giờ đi chơi con ba con vậy. Con đây này cũng như vậy. Không, tại nó thua người ta tới 1 tầng 2 tầng nhiều vậy nó tranh thủ nó ngủ nữa. Đoạn ghế con nãy nó bị theo tát cái đầu đó. Trời ơi.